Thưa giáo sư, người bệnh có thể tự nhận biết các dấu hiệu phù do suy tim không ạ? Và nếu mà nhận biết các dấu hiệu này thì qua những triệu chứng nào ạ? Nếu bệnh nhân có phù, có ho, có khó thở thì khả năng cái phù đó có thể do suy tim. Nhưng mà một người đã phù rồi, đã khó thở rồi thì thường thường chúng ta khám thấy là gan to. Phù là một dấu hiệu ứ trệ tuần hoàn ngoại biên, thì gan to cũng là dấu hiệu ứ trệ tuần ngoại biên. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng là có phù thì thường thường là phù do suy tim, có gan ăn to, còn phù không do suy tim có thể gan không to. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim.